trực tiếp bóng đá U18 Việt Nam với U18 Hàn Quốc Seoul Cup 2023. U18 Việt Nam thua 2-3 trước U18 Ukraine hôm 12 tháng 10. Trước đó, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã thua 0-5 trước U18 Maroc. Chủ nhà U18 Hàn Quốc từng có 3 lần vào tứ kết U17 World Cup vào các năm 1987, 2009 và 2019. Ở giải U17 châu Á 2023, họ đã giành vị trí Á quân. Do vậy, U18 Seoul Cup 2023 được xem là giải đấu chất lượng để các cầu thủ U18 Việt Nam học hỏi, cọ sát và tích lũy kinh nghiệm. Tại U18 Seoul Cup, U18 Hàn Quốc đã hòa 1-1 trước U18 Maroc. Ở trận ra quân, họ đã thắng 4-2 trước U18 Ukraine. Rõ ràng, U18 Hàn Quốc có trình độ hơn hẳn U18 Việt Nam. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu U18 Hàn Quốc giành thắng lợi đậm ở trận đấu tới. Với các cầu thủ U18 Việt Nam, Seoul Cup là giải đấu để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và tỷ số không có quan trọng với thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Đội tuyển Việt Nam thua 2 trận liên tiếp, huấn luyện viên Trussier vẫn đau đầu với thử nghiệm. Tuyển Việt Nam đã chơi với nhiều sự thay đổi so với trận giao hữu quốc tế chính thức cách đây 3 ngày ở sân Đại Liên, Trung Quốc. Thủ môn Đình Triệu chấn giữ cầu môn thay Văn Lâm, các hậu vệ Minh Trọng, Việt Anh lần lượt thế chỗ Việt Hưng, Ngọc Hải. Ở tuyến giữa, Thái Sơn thay Tuấn Anh, trong khi Đinh Bắc đá chính, thay Văn Toàn bên cánh trái. Quang Hải cũng xuất hiện bên cánh phải. Tuy nhiên, cầu thủ của Công an Hà Nội có vẻ đã bị lật cổ chân sau pha va chạm với tiền vệ Uzbekistan ngay phút 16. Quang Hải chưa biết có hồi phục chấn thương trước trận gặp Hàn Quốc hôm 17 tháng 10 tới hay không. Huấn luyện viên Trussier trận này vẫn kiên trì sử dụng đội hình không có trung phong thực thụ nào. Tiến Linh, Văn Tùng dự bị và không được ra sân từ đầu. Ý tưởng của huấn luyện viên Trussier như trước đó đã thể hiện rất rõ. Những cầu thủ chơi cao nhất sẽ phải lùi về giữa sân để hợp với hai tiền vệ trung tâm, tăng khả năng tranh chấp. Còn những tiền đạo như Tuấn Hải, Đình Bắc phải thay nhau tích cực di chuyển để tranh cướp bóng, lui về sân nhà, nhận bóng hoặc đá chám chỗ của một trung phong, làm chỗ dựa cho các đồng đội tuyến dưới. Tuy nhiên, trước một Uzbekistan còn đẳng cấp hơn cả Trung Quốc, thầy trò huấn luyện viên Trussier đã không thể hiện được nhiều. Họ mắc sai lầm ở phút 26, thời điểm thế trận khá cân bằng cho hai đội. Tiến Anh có lẽ đã tự cho thấy mình khó lòng trụ lại đội tuyển sau khi liên tiếp được trao cơ hội thời gian qua. Cầu thủ của Viettel đọc sai tình huống, Việt Anh lao lên, chuyền bóng bất cẩn để rồi tiền đạo đội bạn cướp bóng thành công trước khi mở tỷ số trận đấu. Uronok chứng tỏ đẳng cấp của một tiền đạo có hạng, nhưng cũng phải kể đến sự thiếu quyết liệt của Việt Anh cùng đồng đội để ngăn cản chân sút Uzbekistan. Ở trận đấu trước đó, Tiến Anh cũng không kèm được cầu thủ bên cánh trái của Trung Quốc và dẫn tới pha tạt bóng để đội chủ nhà mở tỷ số. So với những cầu thủ đang ngồi nhà xem đội tuyển thi đấu như Văn Thanh, Tấn Tài, thì cách Tiến Anh chơi bóng có thể giúp họ sớm trở lại tuyển Việt Nam trong tháng tới. Đội bóng của huấn luyện viên Trussier sau khi mất Quang Hải đã nhận bàn thua, lại chơi rất xuống tinh thần. Những đường lên bóng thiếu ý tưởng đã khiến họ không có nổi tình huống nào gây áp lực cho cầu môn Uzbekistan. Huấn luyện viên Trussier đã thay gần như cả đội hình vào sân ở thời gian còn lại. Nhưng ngoài việc cố gắng chuyền bóng chính xác cho đồng đội, họ không có ý tưởng nào để tạo đột biến. Bàn thua thứ hai tới từ cú đánh đầu của Ali Kunok cũng phản ánh xác đáng cục diện trên sân. Trước đó, thủ thành trẻ Văn Việt có thể đã choáng ngợp trong lần đầu bắt thay Đình Triệu ở đội tuyển. Văn Việt sai lầm dẫn tới pha đá phạt góc của đối thủ. Sau đó, ban huấn luyện tuyển Việt Nam đã thấy được tình huống nguy hiểm, kêu gọi các cầu thủ tập trung, đứng vị trí hợp lý. Nhưng họ cũng không thể ngăn cản được pha không chiến của trung vệ Ali Kunok, cầu thủ rất to cao. Thua trận 0-2 trước Uzbekistan dù chỉ là trận giao hữu không tính điểm của FIFA, nhưng tuyển Việt Nam cho thấy họ không có sự khởi sắc nào trong lối chơi. Những tiền đạo như Tuấn Hải, Đình Bắc, rồi Văn Toàn, Vĩ Hào không có cơ hội nào suốt trận. Việc không có cú sút nào về phía cầu môn đối thủ cho thấy sự nản chí và bất lực của các cầu thủ Việt Nam. Huấn luyện viên Trussier có vẻ đang gặp khó trong cách truyền đạt ý tưởng cho các học trò. Những đối thủ đẳng cấp hơn đã khiến tuyển Việt Nam lúng túng, gặp sai sót. Đội hình không có trung phong thực thụ từ đầu, không phát huy hiệu quả và đối thủ càng dễ áp sát, gây áp lực liên tục xuống phần sân đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Trussier không bất ngờ khi Việt Nam thua Uzbekistan. Trong trận giao hữu trên sân Đại Liên tối 13 tháng 10, Việt Nam xác định đại diện Trung Á mạnh hơn rất nhiều nên thời lượng kiểm soát bóng khoảng 30-35%. Mục tiêu mà huấn luyện viên Trussier đề ra cho toàn đội là tập trung tổ chức phòng ngự khi không có bóng. Huấn luyện viên Trussier hài lòng với sự đồng bộ trong hệ thống, nhưng chỉ ra hai điểm cần khắc phục cũng là những vấn đề mà ông cho rằng dẫn tới thất bại trước Uzbekistan. Tôi chưa hài lòng với cách đội chuyển trạng thái từ không bóng sang có bóng để phản công, nhà cầm quân người Pháp nói. Ngoài ra có vài thời điểm đội có bóng nhưng sai sót để đối phương đoạt lại dễ dàng. Ở khâu tấn công, Việt Nam không sút được cú nào cả trận và các pha phản công bị đối phương dễ dàng hóa giải. Còn ở phòng ngự, bàn thua đầu tiên bắt nguồn từ lỗi truyền hỏng của hậu vệ phải Trương Tiến Anh, còn bàn thứ hai là từ sự yếu kém khi phòng ngự chống tình huống cố định. Ngoài ra, đội còn có ít nhất hai tình huống Việt Nam để mất bóng trên sân nhà, nhưng đối thủ không tận dụng được cơ hội để ghi bàn. So với trận thua Trung Quốc 0-2 ngày 10 tháng 10, huấn luyện viên Trussier thay 6 vị trí đá chính. 4 cầu thủ gồm thủ môn Đặng Văn Lâm, trung vệ Quế Ngọc Hải, tiền vệ Tuấn Anh, Triệu Việt Hưng được cho nghỉ ngơi hoàn toàn. Huấn luyện viên Trussier hài lòng với tinh thần và nỗ lực của những cái tên còn lại
khi họ đều được vào sân. Ông chỉ thấy tiếc cho Quang Hải, tiền vệ không may gặp chấn thương, phải rời sân ngay phút 17 sau một pha tranh chấp quyết liệt của đối phương. Sau hai thất bại, Việt Nam hướng tới thử thách lớn hơn khi làm khách của Hàn Quốc. Đội vừa thắng Tunisia 4-0 cùng ngày. Vào ngày 17 tháng 10, Hàn Quốc đang xếp thứ 26 FIFA, trên Việt Nam tới 69 bậc. Trước đối thủ vượt trội về trình độ, huấn luyện viên Chusser xác định mục tiêu của Việt Nam ở trận tới là củng cố hơn nữa việc tổ chức phòng ngự, các tình huống mở. Uzbekistan là bài kiểm tra tốt để các cầu thủ hiểu rằng độ khó của trận gặp Hàn Quốc còn cao hơn rất nhiều. Huấn luyện viên người Pháp cho hay, ngoài tổ chức phòng ngự, các cầu thủ phải chắt chiu cơ hội phản công để tạo tình huống có thể ăn bàn. Không tung nổi một cú sút, đội tuyển Việt Nam thua toàn diện Uzbekistan. Uzbekistan thắng 2-0 trước đội tuyển Việt Nam ở trận giao hữu tại sân Đại Liên, Trung Quốc, qua đó nối dài thành tích đối đầu toàn thắng. Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của thầy trò huấn luyện viên Trauser. Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu gặp Uzbekistan với lối chơi chủ động kiểm soát bóng. Đối thủ cũng không vội vàng đẩy cao đội hình giành giật thế trận, tốc độ trận đấu chỉ ở mức trung bình. Tuy nhiên, cũng giống như ở trận đấu gặp Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam chỉ chơi tốt ở 2/3 sân gần phía cầu môn nhà. Ở 1/3 cuối sân, Uzbekistan đã tổ chức bắt người chặt chẽ, khiến các đợt tấn công của tuyển Việt Nam không thể tiếp cận vòng cấm của đối phương. Những đợt phản công của Uzbekistan ở nửa đầu hiệp 1 không thực sự ấn tượng, nhưng bất ngờ xảy ra ở phút 24. Yudunov sử dụng khéo léo ở đầu vòng cấm địa, anh loại bỏ hậu vệ Việt Nam rồi dứt điểm quyết đoán, đưa bóng đi chéo vào góc phải, hạ gục thủ thành Đình Triệu mở tỷ số. Sau bàn thua, Việt Nam cố gắng đẩy cao đội hình tấn công nhưng không tạo được ấn tượng. Bước vào hiệp 2, huấn luyện viên Trauser quyết định điều chỉnh nhân sự, làm mới hạ công. Đáng tiếc, tuyển Việt Nam chỉ chơi trọn vai ở khoảng 15 phút đầu hiệp và sau đó hoàn toàn bị đối phương dồn ép. Phút 66 xuất phát từ quả đá phạt góc của Uzbekistan, Ali Giflov lao vào mạnh mẽ và không bị ai theo kèm. Anh đánh đầu đưa bóng vào góc phải ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-0. Hai bàn thua khiến tinh thần của các cầu thủ Việt Nam dao động, lối chơi trở nên chệch choạc. Bóng thường xuyên lăn bên phần sân của tuyển Việt Nam trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu. Do vậy, Uzbekistan cũng không ghi thêm bàn thắng và tỷ số trận đấu dừng lại ở 2-0. Đây chính là chiến thắng thứ tư trong cả 4 lần đối đầu với Uzbekistan trước đội tuyển Việt Nam. Đáng chú ý, ở cuộc so tài tối ngày 13 tháng 10, đoàn quân huấn luyện viên Trauser không có nổi một cú sút về phía khung thành của Uzbekistan. Huấn luyện viên Trauser không ngại nếu đội tuyển Việt Nam thua tiếp Uzbekistan. Huấn luyện viên Trauser đã lồng ghép hàng loạt cầu thủ trẻ ở đội hình tuyển Việt Nam gặp Trung Quốc mới đây. Xét về độ tuổi cầu thủ ra sân, tuyển Việt Nam trung bình 27,2 tuổi, còn Trung Quốc thì 30,1 tuổi. Những học trò trẻ trung của ông thầy người Pháp đã kiểm soát được 63% thời lượng cầm bóng. Họ cũng có 3 cú đá trúng mục tiêu như đội chủ nhà.